Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin hôm nay 13 tháng 2. Mời các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật trong lĩnh vực y tế xã hội ngay sau đây. Việt Nam lần đầu có hơn 27.000 ca mắc COVID-19 mới. Hải Phòng, Bắc Giang, giáo viên, học sinh nhiễm COVID-19 tăng cao. Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông truy bắt hàng chục hung thần xe mù tung hoành chợ lớn, phạt nặng hơn cả giá chiếc xe. Đà Nẵng, xe ben hút văng xe du lịch lên dãy phân cách. Quảng Nam, ngư dân trúng đậm cá trích trong chuyến đi biển đầu năm. Bà Rịa Vũng Tàu, côn đảo đẹp mơ màng, mùa bàng thay lá. Sau đây là những thông tin chi tiết. Việt Nam lần đầu có hơn 27.000 ca mắc COVID-19 mới. Hải Phòng, Bắc Giang, giáo viên, học sinh nhiễm COVID-19 tăng cao. Tính từ 16 giờ ngày 11 tháng 2 đến 16 giờ ngày 12 tháng 2, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 27.311 ca nhiễm mới, trong đó có 9 ca nhập cảnh và 27.302 ca ghi nhận trong nước tại 60 tỉnh, thành phố. Theo bản tin ngày 12 tháng 2 của Bộ Y tế, đây là ngày thứ 5 liên tiếp nước ta ghi nhận trên 20.000 F0 mới. Tuy nhiên, số người tử vong do COVID-19 đang có dấu hiệu chững lại và duy trì ở ngưỡng dưới 100 ca. Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước về lượng người mắc COVID-19 mới với 2.981 trường hợp, chiếm 11% tổng ca mắc trên toàn quốc. Trong vòng một tháng qua, mỗi ngày, thành phố này đều phát hiện thêm gần 2.900 ca. Sau kỳ nghỉ lễ, các tỉnh thành trên cả nước cho trẻ quay trở lại trường học. Tuy nhiên, ở một số nơi, kế hoạch này phải gián đoạn do số F0 là giáo viên, học sinh tăng cao. Tại Hải Phòng, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết, đến ngày 11 tháng 2, thành phố này ghi nhận tổng cộng 645 giáo viên và 9.004 học sinh mắc COVID-19. Trong đó, 1.524 trường hợp chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, đa số là học sinh mầm non, tiểu học. Chỉ riêng trong ngày 11 tháng 2, ngành giáo dục Hải Phòng ghi nhận 3.172 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2.976 học sinh và 196 giáo viên. Còn tại Bắc Giang, ca mắc COVID-19 tăng đột biến. Ngày 8 tháng 2, tỉnh có 414 trẻ mắc COVID-19. Ngày 9 tháng 2, tăng thêm 190 em. Chỉ sau một tuần, tổng cộng 604 học sinh dương tính với COVID-19, tập trung ở thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Nam. Đến nay, hơn 200 trường tại Bắc Giang đã phải chuyển hình thức học trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Ngoài những địa phương trên, Thanh Hóa 1.496 ca, Hà Tĩnh 381 ca, Tuyên Quang 27 ca cũng ghi nhận số giáo viên, học sinh mắc COVID-19 khi quay trở lại trường tăng cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn xử lý những trường hợp học sinh mắc COVID-19 theo quy trình 4 bước. Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông truy bắt hàng chục hung thần xe mù tung hoành chợ lớn, phạt nặng hơn giá cả chiếc xe. Tình trạng xe ba bánh thương binh chở hàng cồng kềnh, xe mù quá khổ quá tải, chạy tốc độ cao, ngang nhiên luồn lách trong dòng xe cộ đông đúc có chiều hướng gia tăng vào những ngày sau Tết trên nhiều tuyến phố thành phố Hồ Chí Minh, khi nhu cầu khách hàng vẫn còn tăng cao. Nhằm xử lý triệt để tình trạng này, sáng ngày 12 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đội trạm tung quân tuần tra đột xuất truy bắt hàng loạt hung thần ba bánh ngang nhiên vi phạm với mức phạt hơn cả giá chiếc xe. Ghi nhận vào khoảng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 2 tại dưới chân cầu Chà Và, đoạn qua đường Võ Văn Kiệt, quận 5. Hàng loạt xe ba bánh cứ nối đuôi nhau chở theo đủ loại hàng hóa cồng kềnh, ngang nhiên luồn lách trong dòng xe cộ đông đúc trên đại lộ. Trong sáng cùng ngày, tổ công tác đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn chốt chặn ngay dưới chân cầu. Chưa đầy 1 giờ đầu, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng hàng loạt trường hợp, xử phạt nhiều trường hợp là xe mù, xe thương binh chở hàng cồng kềnh. Trong đó có 3 trường hợp xe thô sơ, tự chế chở hàng quá tải không gương chiếu hậu, không đèn tín hiệu, không chiếu sáng và không giấy phép đăng ký. Một trường hợp chở hàng cồng kềnh vượt tiêu chuẩn, không giấy phép đăng ký, không xuất trình được giấy tờ tùy thân với mức phạt hàng triệu đồng và tạm giữ phương tiện. Làm việc với lực lượng chức năng, nhiều trường hợp còn do dự chấp hành vì cho rằng chạy xe ban ngày thì không cần gắn gương và đèn chiếu sáng.
Đà Nẵng, xe ben hút văng xe du lịch lên giải phân cách. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 12 tháng 2 trên đường Ngũ Hành Sơn, phường Bắc Phú Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Thời điểm trên, ô tô du lịch mang biển số tỉnh Quảng Nam do người phụ nữ điều khiển trên đường Ngũ Hành Sơn. Khi xe lưu thông đến số 200 Ngũ Hành Sơn gần trường tiểu học Lê Lai thì bị xe ben chạy cùng chiều tông trúng. Sau cú tông mạnh, xe du lịch bị hất văng lên giải phân cách. Ghi nhận tại hiện trường, xe du lịch nằm xoay ngang trên dãy phân cách, hư hỏng nặng phần hông xe. Rất may nữ tài xế không bị thương sau tai nạn. Chứng kiến hình ảnh vụ tai nạn, nhiều người đi đường cảm thấy khiếp sợ khi xe du lịch bị hút văng lên dãy phân cách. Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông quận Ngũ Hành Sơn đã có mặt để lấy lời khai những người liên quan và xử lý hiện trường vụ tai nạn. Quảng Nam, ngư dân trúng đậm cá trích trong chuyến đi biển đầu năm. Những ngày này, cảng cá An Lương, xã Tam Hải, huyện Duy Xuyên đón hàng chục tàu thuyền cập bờ mỗi sáng. Mỗi tàu chở tấm lưới cá trích mắc dày đặc. Ngư dân cho biết năm nay cá trích được mùa, sản lượng mỗi tàu gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Mất nhiều giờ gỡ cá, trời lại nắng, ngư dân phải che bạt lưới ô ngay tại cảng để tạo bóng mát. Ông Nguyễn Văn Ba, xã Duy Hải, chủ tàu công suất 45 mã lực cho biết, mùa cá trích từ tháng 10 âm lịch kéo dài đến tháng 5 năm sau. 3 giờ mỗi ngày, một tàu với 3 đến 4 ngư dân vươn khơi cách bờ hơn 3 hải lý dùng máy dò để phát hiện cá. Loài cá này sống ở tầng nước mặt, đi theo đàn. Khi thấy chúng thì thả tấm lưới dài 1.000m, rộng 10m bắc. Đến 5 giờ thu lưới, hôm ít được vài tạ, hôm nhiều gần 2,5 tấn. Ông Ba cho hay, khi tàu cập bờ, ngư dân dùng hai chiếc xào tre làm giàn và cho lưới nằm lên. Một người cầm đầu phao, người phía đầu kẹp chì vừa kéo lưới vừa gỡ cá. Cá được rửa sạch trước khi bán. Nghề bán cá trích mỗi chuyến đầu năm đầu tư 500.000 đồng. Sau khi bán cá, chủ thuyền nhận được một nửa tiền, nửa còn lại chia đều cho bạn thuyền đi cùng. Cá trích da hơi xanh, thân dài, nhiều xương nhỏ, bán buôn 11.000 đồng 1kg, bán lẻ 15.000 đồng 1kg. Loại này dùng chế biến gỏi, nướng, chiên, phơi khô, làm cá hộp. Thương lái mua cá cho vào khay, ướp đá lạnh, xay nhỏ, sau đó chở đi tiêu thụ tại nhiều địa phương và nhiều tỉnh thành lân cận. Đặc biệt, cá đựng trong túi bóng, chất lên trên xe, chở đến bán cho các nhà hàng, quán nhậu. Bà Rịa Vũng Tàu, côn đảo đẹp mơ màng, mùa bàn thay lá. Bàn là loại cây kiên cường trước mọi khắc nghiệt của khí hậu thời tiết, chịu được khô hạn, được nắng nóng hay giá lạnh và có bộ rễ vững chãi chống chịu được cả mưa dông, bão tố. Vì vậy, những vùng hải đảo thường trồng nhiều bàn. Côn đảo cũng dày đặc cây bàn, có những hàng bàn, gốc bàn cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nên thị trấn Côn Đảo còn có tên gọi khác với nhiều người là thị trấn cây bàn. Bàn có mặt ở hầu khắp mọi nơi, từ trong rừng đến con đường, công viên, công sở, trường học, các di tích lịch sử, đâu đâu cũng có rợp bóng bàn. Hàng năm, khoảng trung tuần tháng 2, bàn Côn Đảo vào mùa thay lá. Điều kỳ ảo là trước khi lìa cành, lá bàn bỗng chuyển màu từ xanh thẳm sang vàng rồi đỏ rực đẹp lung linh. Lung linh và kỳ ảo hơn là trên những tán bàn khổng lồ có nhiều tầng sắc đan xen, sắc xanh thẳm của những lá già, sắc vàng và ửng đỏ dần của lớp lá chuẩn bị lìa cành và sắc xanh non của lớp lọc mới vừa bung ra. Hàng bàn lá đỏ giữa phố đảo cổ xưa, giữa những di tích, nhà tù rêu phong còn là không gian chỉ riêng có tại Côn Đảo. Tận hưởng không khí, cảm xúc trên con đường hay công viên ở Côn Đảo dưới tán bàn vào mùa thay lá là điều thôi thúc nhiều du khách gần xa tìm đến Côn Đảo dịp đầu xuân. Không chỉ có du khách, rất nhiều người dân Côn Đảo, nhất là giới trẻ cũng tranh thủ dịp này để đi chụp ảnh, lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp vào mùa bàn thay lá. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin y tế xã hội mới nhất trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.